Ngày 4 tháng 10 năm 2020, nhằm ngày 18 tháng 8 năm Canh Tý, đông đảo Phật tử đạo tràng Pháp Hoa đã vân tập về chùa Bằng Linh Tiên Tự, số 63 phố Bằng Liệt, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội ngay từ sáng sớm để tham dự ngày tu bắt quan trai theo lịch tu học hàng tháng. Đúng 7 giờ 30 phút sáng, Hòa thượng trụ trì Thích Bảo Nghiêm đã làm lễ niêm hương bạch Phật và đăng đàn truyền giới cho các hành giả tu tập bắt quan trai giới trong ngày tu này. Sau đó, toàn thể đại chúng đã trang nghiêm lắng nghe thời pháp thoại ý nghĩa của Hòa thượng trụ trì với chủ đề 10 điều nhẫn của Bồ Tát trong Kinh Hoa Nghiêm, nằm trong phẩm thập nhẫn thứ 29 của Kinh. Trong phẩm này, Đức Phật đã dạy cho Ngài Phổ Hiền về chữ nhẫn mà Bồ Tát Phổ Hiền đã tu tập được, từ đó đã phổ rộng cho các vị Bồ Tát để tất cả cùng tu tập. Bấy giờ, Bồ Tát Phổ Hiền bảo các Bồ Tát rằng, chư Phật tử, Đại Bồ Tát có 10 thứ nhẫn, nếu nhẫn được, thời được đến nơi vô ngại, nhẫn địa của tất cả Bồ Tát, tất cả Phật Pháp, vô ngại, vô tận. Những gì là 10? Đó là âm nhẫn, thuận nhẫn, vô sinh nhẫn, huyễn nhẫn, diệm nhẫn, mộng nhẫn, hưởng nhẫn, ảnh nhẫn, hóa nhẫn, không nhẫn. Hòa thượng giảng sư chia sẻ, 10 điều nhẫn này còn cao rộng hơn nhiều so với chữ nhẫn ở thế gian, đòi hỏi người Phật tử phải gắng sức hơn để tu tập. Nếu như thế gian dạy rằng chữ nhẫn là chữ chuông vàng, ai mà nhẫn được vừa sang vừa giàu, nhẫn một phần thì trời yên biển lặng. Do vậy mà được tổ tiên ông bà học tập từ chữ nhẫn của Phật giáo, cùng với nét đẹp văn hóa nhường nhịn của con người Việt, trở thành một phương châm xử thế trong chữ nhẫn ở cuộc sống hàng ngày. Khi ta biết nhẫn và chúng ta biết nhường nhịn thì cuộc sống lúc nào cũng được bình yên, không có đau khổ. Cuối cùng, Hòa thượng khuyên tấn đại chúng, Tổ Huệ Năng có bài kiến giải trình ngũ tổ hoằng nhẫn là pháp vô vi tối thượng, bồ đề bản vô thụ, minh kính diệt phi đài, bản lai vô nhất vật, tức là không còn có các tướng hữu vi nữa, bồ đề cũng không có, phiền não không còn, niết bàn sinh tử cũng không có. Từ chữ nhẫn của thế gian cho tới 10 pháp nhẫn trong Kinh Hoa Nghiêm làm cho chúng ta tự tại trong tu tập. Thân như cây bồ đề, tâm như đài gương sáng, mọi pháp đều phải tu tập, khi liễu ngộ được thì tất cả vạn pháp giai không. Sau thời pháp thoại ý nghĩa của Hòa thượng trụ trì, đại chúng đã chí thành chí kính tụng thời kinh Dược Sư dưới sự chủ lễ của Chư Tôn Đức Tăng Bản Tự. Đầu giờ chiều, dưới sự chủ lễ của Hòa thượng trụ trì cùng Chư Tôn Đức Tăng Bản Tự, các hành giả tu tập bát quan trai giới đã nhất tâm hướng về Phật đài, tụng kinh phổ môn, cầu nguyện thế giới hòa bình, nhân dân an lạc, khép lại ngày tu tràn đầy hỷ lạc.